Điểm tin tuần trên Vĩnh Long Online ngày 3 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây. Xác định dùng lỗi di sản đương đại mang thích. Xâm nhập mặn khả năng đến sớm và gay gắt hơn nhiều năm. Cháy nhà, hai cha con tử vong. Vượt đèn đỏ, hiểm họa khôn lường. Sớm bầu cải, tất bật vào vụ Tết. Rổ, ghế trúc, đượm nghĩa tình quê. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản chấp thuận chủ trương thực hiện lập quy hoạch phân khu vùng lõi di sản đương đại mang thích. Theo đó, toàn vùng di sản khoảng 3.060 ha thuộc 4 xã Mỹ An, Mỹ Phước, Nhân Phú, Hòa Tịnh. Phạm vi lập quy hoạch phân khu vùng lõi khoảng 333 ha. Đề án được thực hiện để bảo tồn và phát triển Vương quốc lò gạch mang thích trở thành một vùng di sản đương đại có giá trị mang tầm cỡ quốc tế, một điểm đến trên bản đồ du lịch khu vực, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững về kinh tế, xã hội của địa phương và của quốc gia trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa và hệ sinh thái địa phương. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa khô năm 2023-2024, tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong về hạ lưu và đồng bằng sông Cửu Long có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5 đến 10%. Từ đó xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024 sẽ đến sớm và cao hơn. Tại một số thời điểm có khả năng thiếu nước cục bộ. Thời gian xâm nhập mặn ở các cửa sông có thể từ tháng 12 năm 2023. Trong đó xâm nhập mặn cao tập trung trong tháng 2, tháng 3 năm 2024. Riêng các sông Dàm Cỏ, sông Cái Lớn vào các tháng 3, 4 và 5 năm 2024. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị các địa phương chủ động có giải pháp cụ thể, phù hợp, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền cho người dân để có nhận thức đầy đủ về tác động nghiêm trọng của hạn hán, xâm nhập mặn, chủ động tích trữ nước, hỗ trợ người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện. Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 3 giờ sáng ngày 27 tháng 11 tại căn nhà ở kết hợp cửa hàng kinh doanh sửa chữa máy móc thiết bị nông nghiệp của anh BVT, sinh năm 1984, ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, người dân đã báo ngay lực lượng chức năng. Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Đến khoảng 5 giờ thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường là lầu 1 của căn nhà. Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể của anh T và một người con trai 12 tuổi. Riêng vợ anh cùng người con trai út và một người cháu ngủ ở tầng trệt nên khi cháy xảy ra đã kịp thời chạy thoát ra ngoài. Hiện Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ phối hợp Công an huyện Bình Tân và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại ngã ba giao đường Phạm Hùng và đường Phan Văn Đáng, phường 9. Dù có hệ thống đèn tín hiệu và không cho phép xe hai bánh đi thẳng khi đèn đỏ, tuy nhiên vẫn có nhiều phương tiện đi từ hướng công viên phường 9 đến cầu Cải Cam không chấp hành. Còn tại ngã ba giao đường Mậu Thân giao với đường Phó Cơ Điều, phường 3, một số người điều khiển xe máy đi từ hướng cầu Dòng đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, cho xe chạy thẳng theo đường Phó Cơ Điều mà không dừng lại dù tín hiệu đèn đỏ bật lên. Tình trạng tương tự, nhưng không riêng xe máy mà cả xe ô tô, tại ngã ba đường Mậu Thân giao với đường Lò Rèn, Nguyễn Văn Thiệt như thế này. Theo luật giao thông đường bộ, khi đi đường gặp đèn đỏ thì xe máy hoặc các loại phương tiện giao thông phải dừng xe, trừ trường hợp người điều khiển giao thông có hiệu lệnh cho phép đi tiếp, hoặc phương tiện đi thẳng khi khu vực đó có đèn tín hiệu ưu tiên. Vượt đèn đỏ không chỉ là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, mà còn tạo nguy hiểm cho bản thân, nên rất cần ngành chức năng sớm có giải pháp chấn chỉnh. Đặc biệt là người tham gia giao thông, cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm quy định của luật giao thông đường bộ, vì mình và vì cộng đồng an toàn khi tham gia giao thông. Dọc đường tỉnh 904, đoạn ngang ấp Nhất, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, mọi người đều ấn tượng với hình ảnh những dàn cải non xanh mướt. Đặc biệt, những ngày này, không khí náo nhiệt hơn bởi bà con nơi đây đang tất bật chuẩn bị sản phẩm, cung cấp cho thị trường phục vụ Tết.
Tại trại cây giống này đang ươm khoảng 350.000 đến 300.000 bầu cải các loại để cung ứng cho thị trường Tết năm nay. Còn thì năm anh em chắc khoảng từ 250.000 đến 300.000 các loại. Nói chung ra vô vụ Tết thì lúc gà thì chủ yếu là cây màu. Cây màu là cây cải với cà, ớt, đu đủ. Với mấy cái loại đó thì nói chung ra là vô vụ Tết, là vào trồng Tết. Còn bông thì khoảng nửa tháng nữa nó mới gộ. Cái nguồn hàng thì ở đây nói chung ra không thiếu rồi đó. Đủ hàng cho bà con trồng Tết. Thì nói chung ra năm nay cái nguyên vật liệu nó lên nhưng mà mình vẫn giữ giá cũ. Tặng cho bà con nông dân người ta có nhu cầu người ta trồng á, người ta yên tâm người ta trồng. Thì năm nay thì tôi sản xuất khoảng 50.000 bầu. 50.000 đó có nhiều chủng loại chứ không phải một chủng loại. Trong đó có cà, ớt, cải, bắp cải, rồi bông, cà đỏ, khúc gà lạc, khúc tây gơ, màu gà, rồi bắp cải tím, rồi thêm hương dương, cũng có bầu bí rồi, đậu gồng. Thì hiện tại thì mấy tháng vừa qua thì thấy khách thì cũng ít, bán cũng chưa có được mà phấn khởi mấy, nhưng mà tôi cũng hy vọng tới đây coi tình hình đó là cận Tết này có khách đến mua nhiều hơn không, cũng mong mỏi vậy. Nhằm thích ứng thị trường và nhu cầu của khách hàng, những năm gần đây bà con sớm bầu cải còn bầu thêm các giống hoa dạng thọ, mai thọ, cát tường. Tầm mùng 9 đến 15 tháng 11 âm lịch bắt đầu vô bông chậu phục vụ chưng Tết. Qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, xóm bầu cải xã Ngãi Tứ có trên 25 hộ tham gia sản xuất thường xuyên. Đối với các cái hộ này thì sản xuất đa số là cây con như là cải, các loại cải, cà, ớt. Tuy nhiên thì để tăng thu nhập thêm thì bà con mình có chuyển thêm một cái nghề nữa là ươm trồng bông hoa để rồi phục vụ cho Tết Nguyên Đán hàng năm. Hiện nay thì trên địa bàn thì khoảng 25 hộ để rồi là sản xuất. Thì trong này thì qua dự kiến năm nay các hộ mà dự kiến thì khoảng trên 50.000 chậu. Trong đó thì có cái nhãn thọ, các loại nhãn thọ, rồi là bông cát tường, cúc, các loại bông khác. Rồi là nói chung là sản xuất cái cây bông hoa để rồi phục vụ Tết thì cũng góp phần tăng thu nhập cho người dân, đồng thời cũng góp phần là thực hiện cái tăng thu nhập trong cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã. Trong cái thời gian tới thì đối với đảng ủy ủy ban cũng có hướng để người chỉ đạo phải tổ chức thành lập cái tổ hợp tác, đồng thời thì có cái kế hoạch liên kết cái đầu ra để đảm bảo cái ổn định thu nhập cho người dân. Đó là cha mẹ dạy lợi, làm mười mấy tuổi mà nay bà bảy mấy tuổi rồi đó. Mới đầu thì bà phải đúng chút nè, rồi vô cạo rồi bà ra nang, lách nang, rồi giót, rồi đương rồi đát rồi mới uống dành, mới lận, rồi nứt đó con. Nhiều giai đoạn lắm, cực thì có cực, nhưng bà cũng yêu thích nghề lắm, con cũng đam mê nghề. Bà không nghĩ, bà đam mê nghề của ông bà cha mẹ để lợi đó, thành ra bà làm hoài vậy đó hả. Con trai đồ nó cũng phụ, nó đát đồ, cạo dành đồ, phụ cạo chút rồi đó. Rồi mới cưới dâu về được rồi bà cũng truyền nghề cho nó được, rồi nó đương nó đát được rồi. Hồi đó trong cái xóm, trong Bình Hòa kia kìa, người ta làm cái xóm vậy đó. Rồi học cái này cũng dễ làm lắm, chờ học chừng ngày là thấy không biết. Đây thì mua cái người ta đương cái mê sẵn rồi, cô mua về cô lận với nứt lại thôi à.
Như mình mua 10 ngàn nứt với lặn bán lại được 15 ngàn cái. Trăm gỗ cũng được 500 ngàn. Mà 100 gỗ thì làm chắc cỡ 3 ngàn. Hồi xưa ngoại dạy cho má, rồi má dạy cho mình. 5-6 giai đoạn gì đó mới hoàn thành cái ghế. Khó nhất là cái chẻ nang á. Rồi mình ra nang á, rồi cái gầy, gầy rồi cái mấy chẻ nang khoanh rồi mấy khoanh, khoanh rồi mấy xỏ vậy nè. Cái này thích mà mới được nè, chứ không thích là người ta không ai mừng hết chứ. Mình làm ngày được 25 cái. Gia đình của mình xây sở rồi tiền cơm cá gì, mua cá mắm rồi chứ không có gì chứ. Tại bây giờ là mới bữa hổm thống kê rồi đó là 150 hộ là còn đương làm. Nghề truyền thống mà là coi như giống như là ghiền vậy đó, coi như đi đâu cũng vậy, đi thành phố hay mấy người đi làm đâu cũng vậy, xa về là cũng là hả, làm nghề này là cũng buông ra bỏ ra cũng làm chứ không thua.